Phát xin chào mừng tất cả các khán giả đang đến với một chương trình cực kỳ mới do VTV Entertainment sản xuất và đảm bảo với tất cả quý vị khán giả rằng trong chương trình này chúng ta chỉ toàn có những tiếng cười thôi. Và vừa rồi là những gương mặt diễn viên sẽ đồng hành cùng với tất cả chúng tôi trong chương trình này. Và những diễn viên trẻ nè, hài hước, duyên dáng, và bên cạnh đó còn có những nét diễn xuất vô cùng đông đá. Yoshi, chúng tôi là những bản thiết kế vẻ đại, có một chút tinh hoa nhưng rất là xôm tụ, và ngay bây giờ chúng tôi sẽ làm cho khán giả rất yêu. Đoán hoa nhỏ rồi mà còn muốn gì nữa. Chị mọi người đang rất là đậm á, kiểu em rất là tỉnh á. Đâu có em vậy nè, em có đúng vậy. Đó hoa mà. Có hoa nhưng mà em mặc áo dài chắc là hoa cúc á. Hoa cúc mà cú. Cúc thôi. Chưa gì thôi, mới một tuần xa nhau thôi mà tất cả nghệ sĩ của chúng tôi, những diễn viên trẻ măng, hài hước và duyên dáng rất là nhớ quý vị khán giả của show bắt trước. Và rất là vui khi là mỗi show phát sóng nhận được rất là nhiều những phản hồi tích cực, những comment góp ý để cho show ngày một tốt hơn. Và hy vọng là tất cả quý khán giả sẽ luôn đồng hành và ủng hộ cho 6 nghệ sĩ của chúng tôi trong show bắt trước nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thử thách ở tập 3. Mình với đội này cũng đơn giản thôi, không làm khó mọi người nữa. Kiểu như là mình có sao mình sống vậy đó. Ai có một thế mạnh nào, một cái thế yếu nào đó, thì mình kiểu như mình show ra cho tất cả mọi người thấy, để cho những đối tác của chúng ta có thể nhìn nhận và có đồng ý là à, tôi sẽ chọn bạn này về đội của mình hay không. Làm sao vậy? Ví dụ đi. Diễn viên đã ít miếng rồi mà thiếu kiến thức nữa. Chán quá. Diễn viên nhiều kiến thức nhiều miếng này, cập nhật kiến thức đi. Ủa, diễn viên mày lâu lắm rồi đi nhé. Ráng á. Ví dụ như tôi là Võ Tấn Phán, tôi có thế mạnh là khả năng rất là ứng biến linh hoạt. Rồi. Kiểu cái vòng thi này là vòng thi hùng biện, thì nói nè, để đại cho đầu đi. Hùng biện đi là ai cũng hiểu. Tự nhiên nói lòng vòng. Ừ. Diễn lòng vòng không vuông mẹ. Diễn lòng vòng không vuông mẹ. Rồi, và phần thi đầu tiên đó là Hữu Đăng. Cái là tự đứng lên bán mình đó đúng không? Bán mình à. Miễn sao chốt deal được rồi thôi. Rồi Quỳnh Thi đứng riêng nè. Rồi ok luôn. Tôi là Quỳnh Thi, hiện tại sau 2 vòng thì tôi có khả năng diễn nữ rất là ok. Tôi chọn Quỳnh Thi thì sự duyên dáng của em ấy. Chúng tôi chốt deal liền hả? Đội chúng tôi đã có 2 người rồi đó. Xin chào mọi người, mình là Nguyên Thảo. Mình có khả năng giả nam, rất giống nam. Hả? Cái gì chắc anh ơi? Nói mà biết mắc cỡ luôn. Mắc cỡ quá hai ơi. Và mình là cậu bé. Thôi để thương quá à. Để tôi về với người chị của tôi. Ủa? Ai thương tụi mình? Ủa là lên cái hùng biện vậy rồi cái người kia bắt cặp vô luôn, là người kia không cần hùng biện. Không hỏi cần hùng biện luôn. Tại vì chúng tôi là những tầng sóng nó cùng với nhau đó. Đúng rồi. Em cảm giác là mấy người này không có tôn trọng mình. Thôi mình đi về đi cho không ai có đội. Còn không mình ba đội đi. Bây giờ hai đội này nè, hùng biện sao để hai chúng tôi đi về nè. Tiếp tục của tôi đi chứ trời đất ơi. Bây giờ bên đội tôi sẽ nói trước luôn. Rồi. Bên đội đang thiếu nữ nè. Đúng rồi, bên trời thiếu nữ đang giả nữ một cái. Bên đây là thiếu nữ thừa nam nè. Không, chúng tôi đang thiếu nữ đóng nam, chứ tôi không cần nam đóng nữ à. Hả? Thiếu nữ đóng nam. Đúng rồi. Vậy là thiếu nữ. Thiếu nữ đóng nam. Là cần sai em luôn. Hả? Em làm cũng được mà Đằng làm cũng được luôn. Thiếu nữ đóng nam. Vậy thôi tuyển nam về đi, cần chi phải giả. Ủa mà không thi phục. Lại nói là muốn Ngọc Hoa chị đội tụi tôi đó, đúng nhiều quá. Cũng thẳng thần vậy. Thẳng thần vậy đó. Chúng tôi đã ám chỉ như vậy rồi. Đâu có dễ dàng vậy, tôi qua bỏ. Đúng rồi, phải làm giá lên qua. Trời ơi, đâu có dễ dàng. Đúng rồi. Mình đang nói gì coi. Nói gì đi, trời ơi, nghe lọt của tao đi về. Mặc dù là chào sống thì anh đã rất là kiểu như là đâm chọt tôi, không nể tôi, kiểu như là ghét. Nhưng mà thấy tội, thấy tội. Không, thấy tội. Thấy thương. Chống chế, đang chống chế, thấy cái mặt của sợ. Anh cũng biết, cũng luôn, cũng luôn. Giả bộ năng lý, giả bộ. Mình giả bộ chơi thôi chứ về rồi mình tương tác với nhau thôi, đừng có tương tác với mình. À, tôi chọn Hữu Đăng à. Thôi, em quý anh lắm á. Đăng nói gì đi, đừng để người ta hạ nhục mình như vậy. Người ta tưởng người ta nói nhỏ mình không nghe. Đúng rồi. Nhưng mà mình nghe. Thì thôi mình về. Mình nghe mà mình vẫn về. Để tôi xem các bạn triệt tôi như thế nào. Chúc mừng tất cả các bạn đã có thành viên trong đội của mình. Đội thứ nhất xin chúc mừng Quỳnh Thi, Ngọc Hoa và Lê Nhân. Đội thứ hai xin chúc mừng Võ Tấn Phát, Nguyên Thảo và Hữu Đăng. Và bây giờ các bạn sẽ đến với game thứ hai mang tên
cười người hôm trước, hôm sau lấy gì cười. Đến với game cười người hôm trước hôm sau lấy gì cười. Và các bạn có đoán được chiếc dĩa màu đen trước mặt các bạn là gì không ạ? Game này đen. Đúng là bạn cùng lớp có khác. Vô chú quá à, đây là mình đang nè, có trò chơi con mực, đây là trò chơi con cua. Hả? Cua gì? Diễn viên đã ít miếng rồi mà thiếu kiến thức nữa, chán quá. Đó chính là một than tre. Nội dung mini game này như sau: lần lượt từng thành viên sẽ ngậm một than tre và đứng đối diện nhau. Bốn thành viên còn lại sẽ tạo ra những âm thanh. Đội nào cười trước sẽ nhận được một mặt khóc. Và đội chiến thắng sẽ được ưu tiên lựa chọn phim mà mình bắt trước và ấn định phim cho đội bạn. Các bạn đã rõ luật chơi chưa ạ? Rõ. Quá rõ rồi. Lady first. Rồi đại diện Thảo. Thảo theo thứ tự luôn đi. Phát đi qua luôn đi. Qua đi. Nó không cần sức á. Không cần sức. Không cần sướng gì cơ. Hoa ơi đây. Nhiều vậy. Đây anh bón cho em nhá. Chưa gì mà nó phụt ra rồi. Bình thường rồi. Ở bên đó kìa. Ôi trời ơi. Ai buông? Ai nhướng vậy? Không biết. Vậy cho coi lại hình ảnh là ai buông nhướng à? Ngọc Hoa là người phun bột than tre ra trước, tuy nhiên Võ Tấn Phát lại phun hết bột than tre ra ngoài, cho nên với lượt chơi lần này Ngọc Hoa sẽ là người chiến thắng. Mày quá mà ơi, tính ra bên team mình hại mình luôn á. Vô các bạn. Vô. À, vô. Chăm chăm nha. Ok. Trời ơi. Cho mượn 50 coi. Cho mượn 50 coi. Và với hai lượt thi vừa rồi thì đội của Võ Tấn Phát, Nguyên Thảo và Hữu Đằng đã thua cuộc, đồng nghĩa với việc các bạn không được ưu tiên lựa chọn phim mà sẽ do đội của Lê Nhân, Ngọc Hoa và Huỳnh Thi ấn định cho các bạn. Chúc mừng các bạn. Này cố tình thôi, tại vì tôi cố tình thua chứ tôi thắng hoài. Người ta nói là nhà sản xuất rồi thắng kiểu vậy á. Đúng không? Làm như vậy để người ta nói mình bớt sắp đặt đó. Bây giờ sắp đi, sắp xếp cuộc đời tụi tôi đi, coi thế. Diễn vậy. Nhưng mà chúng tôi có lòng vị tha dữ lắm, thích cái gì cho cái đó, cho đúng, chọn. Nói thiệt. Ôi ghê vậy. Trời bên này ơi. Kiểu là cái thầm cao rồi. Không tôi hiểu cái gì nó thượng lưu thôi thì nó hợp với kiểu đó. Mà nó muốn thượng lưu kìa. Muốn phim mà sống thượng lưu hả? Để đúng, lưu tôi sẽ chọn phim Cuộc Sống Hạ Lưu. Hạ lưu sông Mê Công hả đâu? Đi cái đi, nói cái gì cho nó ngọt tai cái. Tôi biết cái phim này nè, tên tiếng Anh là The Pencil. Ok. Ở đây, The Penthouse anh ơi. Penthouse anh ơi. Tôi chơi phim Cuộc Sống Thượng Lưu. Tôi quay phim Cuộc Sống Thượng Lưu đi, đang nghỉ. Thôi thượng lưu không ai làm vậy thiệt luôn á. Em không cho thượng lưu, em là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Em cho tụi anh thượng lưu đi. Rồi rồi cho sợ quá. Em thấy bên bển không có cái kiểu mà thượng lưu đâu, mình cho bển mình mới thắng á. Cho thượng lưu bển đi. Mình phải làm những cái mà mình sở đoản của mình. Đúng rồi. Ta chứ mình làm mấy cái mình sở trường làm gì đúng không? Đúng rồi. Anh em mình với bữa nói tiếng Bắc không có giỏi. Mình làm một cái bộ phim Việt Nam mà nói tiếng Bắc đi. Đó rồi chơi, mình chơi tiếp thôi. Sống chung với mẹ chồng. Đội của Bên Hoa sẽ chọn phim là Sống chung với mẹ chồng. Và ban phước cho đội bên kia bộ phim Cuộc Chiến Thượng Lưu. Sao mà mẹ có thể nghĩ ra những câu chuyện kinh khủng như vậy được? Sao mà
Con chào mẹ. Con về để lấy tiền nha. Mẹ hỏi thật nhá. Thế bố mẹ con ở quê không có tiền à? Ra con phải lấy tiền của con. Dạ, mẹ của con còn, nhưng nhà con đang có chuyện. Không lẽ con về nhà với tay không như vậy à mẹ? Thế thì lấy dăm 10 triệu thôi, lấy làm gì mà nhiều thế con? Thời buổi kinh tế khó khăn có làm ra tiền đâu. Mình phải biết tiết kiệm cho sau này chứ. Đây không phải lúc để tiết kiệm mẹ. Vì em của con bị tai nạn, đang nằm cấp cứu ở trong bệnh viện. Đấy là tiền tiết kiệm con gửi mẹ. Bây giờ con cần tiền thì mẹ cho con lấy lại đi ạ. Chị nói thế là ý gì? Chị nói thế ý tôi là tôi quyệt tiền của chị không bằng à? Thưa mẹ, con không có ý đó. Nhưng mẹ cứ nói thế là mẹ đang suy diễn, hoang tưởng, mẹ đang ngáo đấy ạ. Kìa vợ. Bây giờ con cần tiền gấp lắm, mẹ đưa cho con đi. Cô nói như thế mà con nói tôi là hoang tưởng, ngáo à? Úi dồi, tôi nói cho cô biết nhá. Tôi chưa bao giờ có ý định quỵt tiền của cô luôn nhá. Mặc dù tôi làm nội trợ, tôi ở không ở nhà này, nhưng tôi không ngu đến mức là không hiểu những gì cái điều sâu xa cô nói ấy, trong ý cái lời của cô đâu. Kìa vợ, để mẹ từ từ nói. Tôi không nói gì sai cả. Em bình tĩnh. Em đừng có đồng hồ tôi. Mẹ có ý nói thế đâu. Mẹ có ý nói như thế. Ôi trời mẹ. Nếu mẹ đã nói như vậy thì con xin nói rõ cho mẹ luôn là em trai của con đang bị cấp cứu trong bệnh viện. Bây giờ con cần tiền tiết kiệm của con gửi cho mẹ để con làm việc của con. Mẹ trả cho con đi. Cô đã nói như thế thì tôi cũng nói rõ một lần cho cô luôn là tôi không ăn quỵt tiền của cô. Mày trả đây. Khoan để tôi gọi cho ông bà thông gia hỏi xem thế nào. Chứ cô cũng hay nói dối đấy. Hả? Mẹ buồn cười quá. Đáng lẽ mẹ phải là người đầu tiên gọi cho ba mẹ của con hỏi thăm tình hình. Thay vào đó mẹ lại muốn gọi về kiểm chứng xem con có nói xong việc em trai con tai nạn hay không à. Mẹ có còn tình người không vậy? Hả? Cái gì? Chị Vân. Vân, coi như là con nói xong việc em trai con bị tai nạn đi. Nhưng đấy là tiền tiết kiệm của con. Mẹ hãy trả cho con đi. Lần thứ tư rồi đấy. Con có trả hay không? Tôi nói cho cô biết, tôi không ăn quyền tiền của cô. Mẹ trả tôi đi. Tiền của cô này giữ đi. Giữ đi, cầm đi. Ôi trời ơi, đã lấy chồng rồi, về nhà chồng rồi, mà hôm nay lại thâm hụt tiền, ngày mai lại thâm hụt tiền, về nhà ngoại là thế nào không biết. Đến lúc này con đang cố gắng gọi mẹ là mẹ, bởi vì con chỉ là vợ của anh Thay. Chứ cái người như mẹ thì con không xứng đáng để con gọi là mẹ đâu. Mày không gọi tao là mẹ, trái tim mày gọi tao là mày à? Mày có hiểu không? Bà có hiểu không? Khi mà lúc đưa tiền cho mẹ, tôi cũng quan tiền xuống đất như vậy không? Mà bây giờ mẹ trả tiền cho tôi, mẹ lại quan xuống đất như vậy. Mẹ có lẽ là con người nữa không vậy hả? Ôi tôi thì chết mất rồi. Tôi không nói gì sai cả. Im đi. Nhà tôi vô phúc. Vô phúc với cái lời con dâu như cô. Mẹ chồng nói một câu là cãi chém. Ở nhà mẹ cô dạy cô như thế à? Bà không được nhắc tới mẹ của tôi. Với lại bà thôi mà nói chuyện chỉ với mặt người khác như vậy đi. Tôi thích nói chuyện chỉ với mặt cô nó có làm gì bao. Thì tôi chỉ lên mặt bà đây. Thì đánh tao à? Không, bà buông tay ra. Ôi trời ơi, tay con nó đánh chết mẹ rồi. Bà buông tay ra. Bà đánh mẹ tôi. Bà con đánh mẹ thế. Ôi trời ơi. Không, 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 không. Là, đánh nó chết con ơi. Con xin lỗi mẹ con này. Không, nhà mình vô phúc. Nhà mình vô phúc khi mẹ đẻ ra con. Cái gì? Không, nhà mình vô phúc. Mẹ mình cưới con dâu to tổ bố như thế cho con. Mẹ xin lỗi con. Nhà mình vô phúc cho con ơi. Ngày hôm nay ba nghe một tin động trời. Con đã nộp giấy trắng trong bài kiểm tra. Liệu có phải như vậy không? Sao chồng có phải vậy không?
Mọi chuyện không phải vậy đâu ba. Sóc Hồng, ba không hỏi con. Trả lời ba đi Sóc Giòn. Mới ngày hôm qua con là học sinh có điểm cao đầu trường. Vậy mà hôm nay con lại đậu dây trắng. Có phải như vậy không? Đúng là như vậy. Vì con không muốn vào trường cấp 3 nghệ thuật chơi ông ma nên con đã làm như vậy. Con nói gì? Sóc Giòn à, em nói cái gì vậy? Con không muốn học thanh nhạc. Việc theo nghiệp hát là ba muốn, con không muốn. Đã từ rất lâu rồi, ba mong muốn trong gia đình có một thành viên nổi tiếng về thanh nhạc. Đây là mục đích rất lâu của ba. Nhưng tại sao con phải là người theo học thanh nhạc chứ? Ba chưa từng hỏi con một lần nào hết là xem con muốn học cái gì. Còn ghét gì phải đứng hát trên sân khấu, ghét hơn cả cái chết. Ghét trường học, ghét thang, ghét tất cả mọi thứ của cái nhà này. Con cảm thấy ngồn ngang như muốn phát điên lên. Vậy chứ bây giờ con muốn làm gì? Con gái của ba. Ba cho con và anh đi du học đi. Du học? Con vừa nói con muốn du học. Dạo này chúng ta xa cách quá phải không? Vậy thì dành thời gian cho ba một chút đi. Ba là cái chuyện này là lỗi của con ba. Con đã không chăm sóc tốt cho Sóc Giòn. Con hứa sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nữa. Nên xin ba hãy... quá. Là đàn ông khóc lóc Giáng sinh là thứ mà ba ghét nhất. Khiến cho em phải thay đổi ý định nên xin ba hãy... Ba đã cảnh báo từ lâu. Ba rất ghét sự ồn ào. Chắc có lẽ con đã quên. Tụi con đã từng hứa sống trong luật lệ mà ba đưa ra nếu như tụi con phá vỡ cái luật đó. Nhưng ba cũng đã hứa là không bao giờ đánh tụi con nữa. Thà rằng ba cứ đánh con đi. Nếu đó là điều con muốn thì cứ làm như vậy đi. Em gái sinh đôi phạm lỗi, anh trai sẽ chịu phạt thay. Vậy đi. Ba ơi, ba ơi, con biết lỗi rồi ba. Con biết lỗi, con xin lỗi ba. Anh ơi, mau nhận lỗi với ba đi anh. Anh ơi, mau nhận lỗi với ba đi. Nhanh ơi. Ba ơi, con xin lỗi ba. Ba ơi, con biết lỗi rồi. Ba, con biết lỗi rồi. Con xin lỗi ba. Ba ơi, anh ơi. Anh ơi, anh có sao không anh? Ôi ba, ba ơi, con xin lỗi ba. Con biết lỗi. Ba ơi, con xin lỗi ba. Con biết lỗi rồi. Ba ơi, con xin lỗi. Anh ơi. Anh ơi, em có sao không anh? Anh ơi. Tới giờ vẫn còn giữ cái nét thượng lưu á. Trời ơi. Kiểu như là thượng lưu nó ăn vào máu ấy. Không, thượng lưu không có. Không có vậy. Thượng lưu không, không có thượng lưu nào vậy hết. Tôi im đi. Nó nhiều trên mắt thôi. Ê, mà công nhận bên đây làm giống thiệt á. Nhất là cái mặt của Lê Nhân với cái mặt Quỳnh Thi á. Đưa cái nhân vật nào làm cũng giống hết trơn. Mà sợ lên nhau. Cái hình ảnh của Quỳnh Thi giả nữ á, sợ lắm. Nè, tôi xin thông báo luôn, ba phim tôi làm nữ hết ba phim luôn quý vị. À, biết đâu sau chương trình này là có phim mời là gia nữ luôn á. Nữ luôn á. Từ miền Tây ra tới miền Bắc luôn nha quý vị. Ồ. Nhưng mà sao mà tự tin dữ vậy? Ngọc Hoa vô vai anh Thanh đúng không? Rất là ra da luôn, nhìn như Thanh cua. Trời ơi, im đi. Thôi im đi. Kết quả để cho quý vị khán giả quyết định. Quý vị khán giả yêu thích màn hóa thân của diễn viên nào hãy để lại hashtag trong phần bình luận và sẽ quyết định được đội nào sẽ giành chiến thắng ở trong số phát sóng tiếp theo của Bắt Chước. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Thôi hashtag đi. Thôi im đi.